Các bạn nha, Tết là đi điện máy xanh, sắm đồ nhà tiền chế. Này mấy anh 40 anh bốn ba này 7 triệu nè à. Đúng rồi, ba mai thấy gì thế ngày nào khi mình treo lên đó mình nhìn nó nhỏ xíu à. Bây giờ là tôi xài 43 hơn có 2 triệu à. À. Ê, cái này 40 inch 5 triệu. Nếu mình xài mình có hàng nào trước chưa? Hả? Có hàng nào trước chưa? Chưa. Ăn thả trên mạng hay sao? Ừ. Dạ. Đi chợ bán cho anh chị. Cái gì vậy? Hả? Anh nói gì? Đi chung không có tham khảo, hay là mà hỏi mình bộ em nói là tham khảo là trên mạng hay vậy? Không phải, em nói là mình có lại đây tham khảo chưa? À chưa. Anh chị đó. Mua tiền mặt là giảm giá không? Dạ giá cũng vậy, ăn gót cũng giá vậy mà mặt cũng giá vậy luôn. Ừ. Con trong có không? Không có anten thì xài wifi. Ông dạ. Nhưng mà chị không có wifi luôn. Không có wifi hả? Thôi luôn. Không có wifi mình xài 3G.
ra rồi. Này mua tivi có. Như cái kia là nó dòng cao cấp, cái giường của nó là giường kim loại, còn cái giường này là nó bằng nhỏ cho nó nhỏ. Tính để trước nhà thì chừng để trước nhà làm thêm chừng có 1 triệu nó xài có 500 có lô phút luôn. Cái đó thì nó hơi tái, của nó đâu thì nó hơi tái. Còn nếu như mà chịu xài cái lớn hơn xíu thì thành giá này em có con lớn hơn, tại vì nó giảm nhiều chứ không phải là tại vì nó rẻ. Nghe chị không có tiền tivi luôn nha. Tham khảo đi chị, mình coi coi cho hết đi. Đi coi từ từ đi. Dạ. Samsung. Samsung này là của em nè. Năm mươi inch bự. Đèn thích cái nào đèn? Hả? Nghe nói cái nào cũng thích hết rồi. Gồm vô. 55 inch nè, này 55 inch. Bự. Đó, không bự vậy thấy mình gắn vô nhà hay gắn xíu mà. Hai mươi mấy vậy. Nó ép quyền thối nè chị, không có gì tivi luôn. Kính mất lên nè. Sen cực kỳ luôn. Này nó tặng thêm lo luôn hả? Dạ không anh. Hiện tại cái lo này nó cũng được giảm giá nữa nè. Rồi. Gửi em còn 3 triệu mấy nè. Em mua tivi này có tặng hướng dẫn không? Dạ. Có tặng số tổng đài, có gì không biết đề điện cũng hướng dẫn rồi. Cái xu hướng 43 inch ta xài tới mấy năm trước rồi chứ bây giờ 50-55 không, mà Tết thì nó chạy mấy chương trình giảm cho mấy này, hồi ngày chị mua tới 16 triệu mấy rồi, còn có 14 triệu tư nữa, 14 triệu rưỡi. Con 43 inch đó, chiều dài ngang của nó là 9.7 rồi nè, con này là có 1m23 nhưng mà người ta đủ tính năng hơn. Này vô đây mình coi trên TV nha các bạn. Bạn chủ nhà người ta làm nhà hàng chế á, ta đi coi TV nè, gáp sắm đồ. Đang ăn Tết luôn. Phân nửa vẫn được thì hàng tháng chị góp, nói chung chị góp của bạn tắt hết trên là 60-70 ngàn à. Là trong vòng 6 tháng luôn nha. Cái này bảo hành sao? Dạ 2 năm anh, tháng đầu lỗi đổi mới nó thay sửa chữa. Cái gì được phân nửa hiện tháng mình đóng tầm 1.2-20 ngàn à. Đóng nhẹ nhàng. Đó giờ anh có mua góp lần nào chưa? Thủ tục nó cũng đơn giản. Chứng minh như bằng lái xe rồi. Nó chụp hình à, chụp hình. Nó chụp hình thôi chứ đâu. Mình tính mua về để bàn hay treo tường chứ, muốn treo thì mua hay không treo.
heo, còn để bàn thì có chân này ở nhà. Để bàn đi cái chân này rất là sang luôn. Heo thì cũng được nhưng mà cái chân này thấy rất hợp để bàn nha. Mình không có chỗ để thì mình treo lên vẫn đẹp nha. Đặc biệt là chỉ treo lên là nó nhỏ rồi. Thế này hả chị? Nhà mình nó đâu chị? Cầu Đúc. Cầu Đúc Kinh Cũ hả? Ừ. Tới đó rồi sao nữa? Chạy xuống. Chạy xuống chút xíu nữa. Chị xuống ở nhà của bà Sáu nè. Sao lầm? Nghe cái nhà xây chợ đó, chị xuống hai mua là bán. Không, cái này em cứ uống mình giao trước 4 giờ thôi chứ không có đi liền được. Tại vì Tết sẽ sắp xếp ngân hàng. Đi cứ chạy chạy gần đó đi rồi mình điện chủ nhà điện chốt đơn rồi mua cho tiền viện đó nha. 14 triệu mà. Ngồi đi con. Dạ chị có đến ngồi à. Chị mình làm cho mình vui luôn. Tiền mua nào tiền dạ mua trước đi con mua mà dẫu mua đây 14 dễ không biết. Anh này ở đây chứ anh không có đi làm gì không? Anh ở đây không? Hả? Anh ở đây không? Anh có đi ra vô đây. Sao? Anh ở đây chứ anh không có đi làm chung với chị đâu. Có đi với chị mà. Ở đây hả? Ở đây. Ở nhà. Chào chăng hoặc chăng. Dạ đúng rồi nó xèo. Chạy xuống từng 100 m. Thôi
Ờ, lấy số điện thoại vậy á. Số điện thoại với bà có. Ờ, lấy số với bà. Không ba năm tám tám không 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 một hai Vinh lại. Vinh lại. Hai Vinh Tân. Vinh lại xã Vinh Hành. Chưa nhắn qua. Đó bây giờ đây nghe mọi người thấy là xưa kia của mình nha.